Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Thuốc dưỡng hoa chống rụng trái cho cây hồi có kết hợp với cả cái món này nữa nhé. Cái số này sẽ đi về Bắc Cạn để làm việc với cây hồi trong thời kỳ đang hoa và nuôi quả này. Với cái số lượng này thì các anh chị có thể phun được khoảng tầm là 4 phi nước, mỗi phi 200 lít nhé, là bằng với 40 bình đeo lưng, loại bình 20 lít. Nó sẽ giúp là dưỡng hoa hồi và giúp là chống rụng trái non, héo trái non, héo nụ hoa khô bông, còn giúp cho ra nhiều hoa này, tăng khả năng đậu trái và đẩy nhanh quá trình đậu trái cho cây, hạn chế bị đen bông, khô bông, hạn chế tác hại của sương muối và những cái bất lợi của môi trường, và đồng thời còn cung cấp dinh dưỡng cho cây trong thời kỳ nuôi hoa, nuôi trái, đậu trái, tăng khả năng ra hoa đậu trái này, ngăn ngừa khô hoa, rụng hoa và trái non này. Đây, nó sẽ giúp cho cây là chống chịu với thời tiết bất lợi và hạn chế được sâu bệnh, tăng năng suất, giảm rụng bông, rụng trái này. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.